Giờ mình tới là mình sẽ đi vô cả nhà. Sẽ đi vô phá xe rồi, sẽ đi vô đổi nè. Đổi rồi mình sẽ đổi lại mấy cái tờ này mình cạo tiếp coi có trúng không. Chứ hả, bữa Noel hả, tổng cộng anh chồng với ba chồng này kia nọ cho tổng cộng là mấy chục tờ là hả, cũng 15 40 60 tờ. Nhà mình là 60 tờ, 10 tờ là 300, 60 tờ cũng ngàn mấy. 2000. Bây giờ mình đi vô đổi. Đồng số lấy số ở chỗ này nè. Lấy số. Số 7. Giờ số 6 rồi, sắp sửa tới rồi. À, số 6 mình lấy ngay số 7. Lấy số 7, số 6. Chờ người ta bấm số 7 cái mình đi vô cho người ta sẽ cạo cái mã giống như vậy. Cả cái mã gì xong người ta gà coi trúng bao nhiêu tiền. Xong người ta đổi tiền nó sẽ nhảy lên đây nè cả nhà. Người ta gà coi bao nhiêu tiền. Đó, được 240 rồi nè. Người ta gà từ cái coi nó bao nhiêu, 300 rồi nè. Trúng được 300 rồi đó. Coi còn nữa không? 340. 370. 460. Chắc được 520 quá. Hết chưa? Còn nữa không? Chắc còn nữa. 520. Trúng được 520 không bà cô chú ơi. Trúng tổng cộng là được 520 này cả nhà. 520 mình sẽ mua lại 10 tờ này. 10 tờ này là tờ 30, 10 tờ 300 mình còn 220. Nó đổi được 520, mình sẽ mua lại 10 tờ. 10 tờ là hết 300, còn 220 ông bà cô chú ơi. Về nhà cạo tiếp, người 2 tờ cạo tiếp. Vô trong cúp, ở trong đây nó cũng có xe cá, có chỗ bán cá trong ở trong đây nữa sau này nè cả nhà. Coi có cá gì đặc biệt không, đi vô mua cá. Cúp thì bán đồ mình vô đây mình ít có mua được cái gì lắm nữa nha. Nó bán đa số bán cho tay nhiều, tại vì nó bán đồ mắc hơn mấy cái chợ khác. Với lại nó bán ít đồ lắm. Tay thì người ta còn vô leo que chứ người di dân này kia nọ, người ta ít có vô chợ này lắm. Khó mua đồ lắm, không có gì mua. Ô, không có cái gì hết trơn. Chỉ có một đội cá đó thôi à. Cái này phi đê không à. À không có. Mình tính cái đội mua đội cá kia nó ngon lắm. À, đâu quá, bây giờ xe cá nó cũng hiếm quá. Không có cả nhà ơi. Tôm nè. Tôm tươi bán ký 180. Này bán út này kia nè. Không có gì đặc biệt hết á. Chỗ này bán salad này kia nọ cả nhà. À, không có gì ngon. Xe cá bữa giờ ha, mấy xe cá nó thấy nó bán đồ không có cái gì đặc biệt. Ở nhà thấy cúp nè, tiện cúp này ha, nó lớn lắm, nó lớn nhưng mà rất là vắng. Người tại vì người di dân á, ít có khi nào vô đây mua lắm, tại nó bán đồ bình thường là nó mắc hơn mấy cái chợ khác. Nhưng mà ha, giống như là nó mấy cái rau cải trái cây này kia nọ nó mắc, cho nên hả đa số là tay người ta thích đi vô đây, tại vì nó vắng á, đi khỏi gần chen chúc á, người ta đi mua đẻ xong rồi đi ra. Còn mấy cái chợ giống như chợ đi lên nè, biết đi này kia nọ với Ica City, nó có thịt có này kia nọ rồi nó bán trái cây rau cải này kia nọ nhiều á, giờ nay nó rẻ nữa, người ta ưa đi nhiều. Hôm nay ít có ai đi á, cho nên nó vắng á. Mình cũng vô đây mình cũng không biết mua gì, bây giờ mình đi ra cả nhà ơi. Cả nhà, bữa nay nó còn có một độ mà nó tiếc nó 200 tan rồi, một độ cộng rồi.
mà giờ này chắc một ổ trừ nữa rồi cho nên tiếng nó tan thôi. Bây giờ mình về tới nhà, mình vô nhà cả nhà thôi. Chào bà cô chú ơi. Ông bà cô chú ơi, quậy lắm nè, bây giờ nó phá lắm luôn luôn rồi chú ơi, bây giờ nó phá, nó tối ngày nó phá, tới anh cho anh bây giờ sợ dắt luôn rồi, hả? Anh cho anh bây giờ sợ em dắt luôn rồi nè, em dắt phá lắm nè. Ở bên đây ha, mình đang bữa nay mùng 1 cái nhà ơi, mình ăn chay, mình đang luộc mì biscotti nè. Hôm nay mình xào với cái ti cho mấy cha con ăn thôi, mình còn mình ăn chay thì mình có nấu canh chua tàu hũ chay nè. Mình thì ăn canh chua, mấy cha con ăn chay là mình ăn làm món nào nó đơn giản, nó nhanh, nó gọn lẹ cả nhà đó. Rồi sáng uống đi cà phê, rồi bây giờ uống em đi nữa không bầu chú, một ngày là hai cử hai đi. Bây giờ mình luộc cái mì cho nó mềm xong rồi chút xíu mà, xíu mình mới xào thịt. Xào thịt mình làm hai loại cà chua vậy nè. Loại này cà chua này thì loại cà chua này thì có ớt, có tỏi thì cái nọ. Nó có trộn rau thơm này cái nọ vô luôn. Còn cái này là cà chua nguyên chất. Thì mình pha hai cái thì cái màu nó đơn nó đẹp hơn cả nhà. Bây giờ ha, mình bắt chảo lên mình xào cho mấy đứa con nó ăn nha cả nhà ơi. Nó rối rồi. Xào xào với cái ti này á, mình xào bơ nó ngon hơn á cả nhà. Đây là ha, cái này bò với heo, bò phân nửa, heo phân nửa nó trộn với nhau. Bây giờ mình sẽ cho. Ôi, em rất quậy kìa. Mình sẽ cho hành tây vô. Chảo này phải hành tây nó ngon, hành tây nó nhiều nhiều nó ngon. Dắt ơi, quậy dắt ơi. Kìa, dắt nó đi bán hủ tiếu kìa. Nó trộn hủ tiếu nó bán kìa. Đó, nó quậy đó. Trộn hủ tiếu nó bán rồi đó. Dắt ơi, bán hủ tiếu à? Trời ơi, dắt chào cái chú. Dắt. Trời ơi, coi nè. Mình xào cho nó hành tây nó căng nó thơm lên rồi xong mình bắt đầu bỏ thịt vô cả nhà. Thơm ghê luôn, xào hành tây nó thơm ghê luôn. Xào bơ nó thơm cả nhà. Muốn hành tây làm bơ nó thơm. Bây giờ mình bỏ thịt vô. Thịt vô mình phải dặm cho nó ra đều hết. Nó càng tơi nó càng ngon nha. Bỏ cái
nó xuất vô đây nha. Ui ba. Ui. Coi nè bà chú ơi, coi mẹ làm kìa. Mình cắt hai đầu cái nó xịt lên đầu anh, lên đầu lên đầu lên kia luôn. Bỏ cái keo này vô nữa con. Keo này thì nó có gia vị nè. Bữa hồi tới xíu mình bỏ chút xíu nước vô nè. Mình chén cái keo nên đảo lên cho nó đều nè, nó chín này đó nè. Rồi vậy là xong rồi. Đảo lên nó sôi đều là chín này. Rồi ăn đi. Em chắc nó quậy, em chắc nó bữa nay mình ăn chay, mình không có vô video mà chú ơi. Ui, trái cam nó bị gì vậy? Trộn lên cho anh, trộn lên cho anh. Ừ, em trộn lên. Mà có trái nào hả? Trời. Em dắt á, em dắt không chịu. Em đi lên ăn bùa chứ. Em dắt không có chịu ăn không bầu chú ơi. Vừa ăn không chị hai? Ừ. Ăn nhâm mi. Nhâm mi cho mi gì? Em dắt hay làm biến em dắt không ăn nè ông bầu chú ơi. Bà lột cho con ha. Bà lột hả? Ngồi yên mẹ lột cho. Ờ mẹ lột cho. Trái cam nó ngọt quá. Coi kìa bà con pin kìa. Đó. Ngon không đây? Mình chờ nãy giờ mấy đứa con á. Chờ ba nó đi đi đánh pha nẹt mới về. Pape kìa, quanh hô đúng pape kìa. Pape là trời ơi, coi em nhắc kìa. Nó bực bội kìa ông bà. À mày cho nè. Nó đòi uống nước á. Nè. Rồi ăn đi. Ừ. Lúc cho nó ăn nó không chịu ăn. Bây cái tiêu ông mậu chú nó ăn rồi nó phun ra hết trơn. Nó ăn cam. Chua không? Ngọt mà. Ngon không Danh? Ngon. Papa ăn cái abiketi chắc là Papa phải ăn hai dĩa mới đủ. Ui, từ nhai từ thôi con. Ủa nó ăn nguyên muối vô luôn à? Papa mía kìa. Nè. Quanh hả? Em hả? À, để bay mẹ kia. Ba nó bị nhiều. Nhiều hả? Tại mẹ làm cho ba dĩa đó nhiều quá. Hai đứa đứa có thằng dắt mì, mẹ làm cho ba tới ba dắt mì. Gì á? Được thì phi rồi mẹ nè. Cốn phúc tàn đến phúc. Ba mẹ nó ăn rất là xì nát luôn. Typical Snapdragon pizza. Pizza. Bữa thì thi đấu ăn pizza mấy phút. Thi ra minute tên 4 phút nữa. Trời ơi. Ba mẹ ăn cái gì cũng đẻ đó. Nè, chứ là ba ăn pizza. Ừ. Chứ là ba ăn xong thì ba uống nước. Vừa cay vừa uống nước ha. Ăn pizza vừa ăn pizza vừa uống nước cho nó nở rồi nó hồi nó sưng cái bụng. Con có làm gì không?
Ba ăn trước nhiều người nói ăn uống hả? Ăn vừa ăn pizza mà vừa uống nước ha, nữa rồi biết sao nó nở ra ha, cái bột nó nở ra hả, bánh mì nó nở ra hả, nó no luôn. Hai đứa ăn thêm nữa không? Không. Ayon này ha, là nó ăn ha, bây giờ nó ăn hết sắp rồi bà chú ơi. Này nó ăn vậy. Cô uống nước ngọt á. Em chắc cũng nằm biến ăn nữa nè, em chắc cũng chịu ăn rồi. Ăn đây. Chị ăn thêm nữa không? Anh chị ăn đủ hả? Đủ hả? Con coi là bữa tiệc gì trong sáng sớm được phát triển quay trên sân quay sân. Mẹ? Này, yo papa. Ok, ăn cho mày. Ăn cái thịt cho hết. Mẹ một buổi. Mẹ mệt mỏi hả? Tự nhiên nó ăn mà nó nói mẹ mệt mỏi. Ăn thấy là đùa cho hết chứ. Ăn gì mà còn sốt thịt quá trời. Úi. Ăn, ăn, rồi. Ăn xong rồi nói chút xíu mẹ đưa mấy cái giấy cạo cho cạo nè. Rồi. Mấy mẹ con sẽ cạo giấy số này tiếp nè. Nè, đưa hai tờ đi. Nó hạ giá hay sao vậy? Hạ giá gì mà bằng giá, tự nhiên hạ giá. Giấy số mà có vụ hạ giá nữa chứ. Tại sao mẹ muốn? Cho giá cạo. Giá cạo gì? Tại sao mẹ? Thì bữa mẹ đi đổi. Cạo đi cạo. Mẹ đi đổi đợi hết á. Chúng không do. Sợ. Dính này dắt nó cạo nó kẹo vào chứ. Thua cùng trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, không có trúng. Sao con này. Trời ơi, thua luôn rồi, chết rồi. Doan thua hả Doan? Chưa biết. Doan thua hơi gì Doan nhượng nó. Hai thắng gì thôi phải. Sao trúng không vậy? Trời ơi, rồi thua luôn rồi. Mẹ trúng này gì Doan thắng. Mẹ, Doan trúng cái này một lùm gì Doan thắng. Mà thua rồi. Chắc cái rồi cái này chắc có 10 tờ này không có tôi trúng tờ nào hết trơn á. Ok, N million. Một cái N million nữa là mình trời ơi trúng được 30. Can you take it off? If we're a millionaire, it's fun. TV. I might. Trúng đi. Pi square. Được không cái nữa. Chị Hai không trúng cái nào luôn hả? Chết cha rồi. Thì nó là 1 million. Dạ cần vin à. Thì dễ thiếu dần được. Con thắng 1 million là con được không nữa. Vậy sao mày $500,000 là mẹ bay dọn kia. Ê! We're a millionaire. Cái này trúng được nitty nữa. Cơ quấn ra không? Nitty. Nhưng cái gì đó thôi. Ở dưới này nó nitty có được rồi nitty thôi đó. Thi dẹ. Trời ơi, nó không cho chơi mình trúng 1,000 nữa chứ. Trúng được. 11,500. Có không?
Do nó sợ mà cố luôn á, do chết cha rồi, chúng ngày nãy giờ chưa đủ vốn nữa. Oh my god. Gì? Có thùng. Sợ. Cái nào xem. Không kịp thắng cái nào hết hả? Trời ơi, hai đứa mày không có do anh với Jessica không có trúng cái nào hết á. Bay. Mẹ. Rồi. Khoan từ từ. Mẹ trúng được 90 với bay. Này ha, mình trúng được 90 này cả nhà. Cho ông coi. Cho ông bà cô chú coi. 90 3 ô là 90. Rồi này được 30. Trời em mua 300. Cho coi, cho coi. Mua 300 mà trúng đợi được 120. Còn lỗ 180. Mình đổ 180. Ủa. Mua 10 tờ 300 mà trúng được 120. Ủa, còn đổ 180 không bà cô chú ơi. Này trúng trúng mà. Sao? Ừ thì trúng 30 nè. Này cuối năm hả? Sợ không? Rồi ha, thôi video mình sẽ quay tới đây thôi. Chào tạm biệt ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú xin con nhớ nhắc nhở một chút đi, chia sẻ like cho con nhớ nhắc nhở con bà cô chú. Video sẽ kết thúc ở đây, hẹn ông bà cô chú vào tiếp sau. Bye bye ông bà cô chú, bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi ôi nhắc là quý anh. Anh John bye bye. Bye bye ông bà chú cho. John. Bye bye. Bye bye ông bà chú. Ủa, bye bye. Cái đầu cụm ở đâu mà ha, nổi một cục u luôn nè chị. Sao thì nói dắt chuột á. Yeah, mean pain. Trời ơi. Mean chuột. Mẹ ơi, John phải đưa con cái hai đồng. Oh yeah.